Nam Định là một tỉnh đồng bằng ven biển, có vị trí nằm ở trung tâm đồng bằng Nam Sông Hồng, cách Hà Nội 90 km theo hướng Đông Nam và là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nam Định đang bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tinh thần truyền thống đặc sắc, trong đó có các phong tục, lễ hội, tín ngưỡng, làng nghề, di tích lịch sử văn hóa. Vùng đất này luôn mời gọi và chào đón du khách gần xa về tham quan, khám phá và đầu tư. Nền kinh tế Nam Định đang tăng trưởng nhanh và ổn định, với tốc độ tăng trưởng đạt trên 12%. Cơ cấu chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực, phát huy lợi thế về tài nguyên đất đai, kinh tế biển, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tính đến năm 2020, tổng số vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 7 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trong đó, hơn 68 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 715,6 triệu đô la Mỹ đưa Nam Định vào danh sách các tỉnh top đầu thu hút đầu tư hiệu quả nhất cả nước, tạo công ăn việc làm cho hơn 46.000 lao động. Mạng lưới giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển của Nam Định được đầu tư khá đồng bộ. Quốc lộ 10, quốc lộ 21, 37B, 38B, tỉnh lộ 488, 489, 490 được kết nối thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải giao thương hàng hóa trong nước và quốc tế. Toàn tỉnh hiện nay có 4 trường đại học, 8 trường cao đẳng và hàng chục trường trung học dạy nghề, tạo ra nguồn lao động dồi dào, trình độ chuyên môn, tay nghề cao, tác phong công nghiệp. Nam Định luôn chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Báo cáo về sự hài lòng phục vụ hành chính CPAT của tỉnh Nam Định đạt 87,95%, xếp hạng 15 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, Nam Định đang triển khai thực hiện theo hướng tái cơ cấu, nâng cao giá trị, gia tăng phát triển bền vững, xây dựng các khu công nghiệp hiện đại để thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, an toàn đối với môi trường. Chính quyền tỉnh Nam Định luôn chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước về đầu tư tại tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam Định cam kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước là sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh Nam Định, nhất là khâu thủ tục hành chính để đảm bảo cho các nhà đầu tư với cái thời gian nhanh nhất để triển khai đầu tư tại địa bàn tỉnh Nam Định. Theo chiến lược phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa của chính phủ cùng chủ trương tăng cường thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định, ngày 26 tháng 2 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận với quy mô hơn 158,4 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 1.621 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại huyện Mỹ Lộc và huyện Vũ Bản. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Nam Định, nằm liền kề với các quốc lộ 21 và 21B, dễ dàng giao thương với các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam. Khu công nghiệp Mỹ Thuận được phát triển thành khu công nghiệp đa ngành với các loại hình công nghiệp như cơ khí, điện, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp nhẹ. Dự kiến trở thành điểm nhấn hàng đầu của các nhà đầu tư khi đến Việt Nam.